bà con vùng sâu Trà Vinh xúc động trong ngày thông xe cầu dân sinh sau hàng chục năm xuống cấp. Vĩnh Long phát hiện tiệm cắt tóc trá hình mua bán dâm. Xôn xao người phụ nữ ở miền Tây tỏa hương. Cùng chương trình gặp gỡ những tài năng nhí đặc biệt ở lĩnh vực nghệ thuật. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, tin vào những lời mời chào đầu tư như rất mật vào tai từ nhóm quản lý của sàn giao dịch CoinCat. Thời gian qua, hàng ngàn người trên cả nước đã đầu tư tiền triệu, thậm chí là hàng trăm triệu vào trang web tự xưng là sàn giao dịch này. Trước CoinCat thì đã có không ít cái gọi là sàn giao dịch như thế này bị vỡ lở và hàng trăm người điêu đứng. Những người dân vẫn cứ tin vào lời chào mời của các trang web đầu tư không rõ lai lịch như thế này. Chuyên mục Chuyện Cảnh Giác ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu hơn về việc có dấu hiệu lừa đảo này. Và trước hết thì mời quý vị cùng đến với phần tin nóng hôm nay. Thưa quý vị, cầu Đại Sư đi qua ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã được xây dựng từ hơn 20 năm trước. Thời gian qua đã xuống cấp khiến việc lưu thông của người dân trong khu vực gặp rất nhiều trở ngại. Và thưa quý vị, trước đây thì cầu cũ có độ dốc khá lớn, người dân đi lại rất khó khăn, nhiều chỗ hư hỏng không đảm bảo an toàn, nhất là các em học sinh đi học hàng ngày. Mỗi lần chạy xe qua cầu thì rất bất an. Và mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức lễ khánh thành cầu Đại Sư sau hơn 3 tháng thi công, khiến cho người dân vô cùng phấn khởi. Theo đó, cầu Đại Sư được xây dựng trên tuyến đường xóm chòi Ông Xây Đại Sư đi qua ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần và đưa vào sử dụng sẽ góp phần thay đổi diện mạo nơi đây. Trước hết, giúp việc đi lại giao thương của người dân địa phương thuận tiện, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Trước đây, cầu Đại Sư chỉ rộng 1,5 mét bị xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực, không đảm bảo an toàn giao thông. Nay có được đường mới, cầu mới, bà con rất vui mừng vì việc mua bán chợ lúa, nông sản được thuận tiện hơn, niềm vui tiếp nối niềm vui. Chúng tôi xin được chuyển sang một số thông tin về an ninh trật tự. Gần đây ở các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra những vụ cướp táo tợn, nỗi bất an vì cướp giật ngay càng ám ảnh người dân ngay tại những con đường quê vốn rất đổi bình yên. Đơn cử là sáng ngày 24 tháng 4 năm 2021, Công an thành phố Cà Mau phối hợp với lực lượng chức năng đã mời đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1983, tạm trú khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau, kẻ đã vờ hỏi đường rồi ra tay giật dây chuyền táo tợn của người dân. Qua quá trình đấu tranh, Nguyễn Hoàng Anh thừa nhận y chính là đối tượng đã ra tay giật lấy sợi dây chuyền của người đi đường vào tối ngày 19 tháng 4 năm 2021. Theo đó, vào tối ngày 19 tháng 4, khi đang lưu thông trên đường phát hiện hai người phụ nữ đang điều khiển xe, chạy từ hướng thành phố Cà Mau về xã An Xuyên, y đã áp sát giả vờ hỏi đường, sau đó ra tay giật lấy sợi dây chuyền mà người phụ nữ đang đeo trên cổ. Thực hiện hành vi xong, Nguyễn Hoàng Anh đem bán sợi dây chuyền trên. Theo bị hại trình bày, sợi dây chuyền có cả luôn mặt dây có trọng lượng khoảng 4 chỉ. Được biết, Nguyễn Hoàng Anh từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Lâu nay, tình trạng mại dâm ở nhiều vùng quê nghèo miền Tây đã gây nhiều xáo trộn cho cuộc sống người dân. Nhiều cặp vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, thậm chí là tan vỡ gia đình cũng chỉ vì anh chồng trót vướng em út. Liên quan đến vấn nạn này, ngày 24 tháng 4 năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Vĩnh Long vừa bắt quả tang một tụ điểm mại dâm trá hình bằng tiệm cắt tóc trên đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Sau khi nhận được tin báo của người dân về tiệm cắt tóc trên đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long có hoạt động mua bán mại dâm, lực lượng công an nhanh chóng ập vào tiệm cắt tóc Thanh Tuyền do Lê Thị Bích Tuyền, sinh năm 1984, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long làm chủ, thì phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận đã thỏa thuận với giá 500.000 đồng, sau mỗi lần mua bán xong sẽ chia lại 100.000 đồng cho Tuyền. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long đang làm việc các đối tượng để xử lý theo quy định. Cách đây không lâu, đội cảnh sát giao thông số 11 công an thành phố Hà Nội đã xử phạt tài xế Kiên, người lái xe mô tô phân khối lớn chạy 299 km/h tại đại lộ Thăng Long với tổng mức phạt là 10,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe và tạm giữ xe 7 ngày. Và mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao lên tới 299 km/h tại địa bàn thủ đô Hà Nội. Và theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, người điều khiển xe mô tô Vitga ở tốc độ 120 km/h lên đến mức là 299 km/h, gây sự chú ý của nhiều người đi đường.
Hiện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội đang xác minh sự việc. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày. Đây được coi là cơ hội vàng của ngành du lịch Cần Thơ cũng như cả nước nói chung trong việc thu hút du khách, thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Vì được nghỉ đến 4 ngày nên nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi chơi nên giá các dịch vụ du lịch như là phòng khách sạn, vé tàu xe đều tăng lên. Sáng ngày 24 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn số 1319 về việc đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và trật tự an toàn giao thông cho dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, Ban An toàn Giao thông thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện trong phạm vi nhiệm vụ của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc phối hợp triển khai nhiệm vụ, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 trên địa bàn thành phố theo tinh thần công điện của Thủ tướng Chính phủ. Ban An toàn Giao thông thành phố kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện công điện số 479 trên CD-TTG ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đồng thời tổng hợp báo cáo về Ban An toàn Giao thông, Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngoài vùng đất Tây Đô, nơi lý tưởng để quý vị cùng gia đình ghé đến dịp lễ sắp tới, thì Bích Hồng gợi ý quý vị một điểm đến hấp dẫn nữa, đó chính là vùng đất Sen Hồng. Vâng, không chỉ đẹp nhất bông sen, Tháp 10 còn là nơi có nhiều hoa súng nhất, không phải màu tím quen thuộc mà là những bông súng trắng tinh khôi. Chắc chắn khi đến đây quý vị sẽ có những bức ảnh thật đẹp để lưu giữ. Và một điều đặc biệt nữa là những ngày gần đây thì trên các cánh đồng thuộc xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện hàng ngàn con cò trắng bay đến tìm kiếm thức ăn, tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Hiện tại một số khu vực trên cánh đồng này đang cạn nước và có nhiều cua ốc. Đây là nguồn thức ăn chủ yếu của đàn cò. Cò trắng là một loài thuộc họ diệt, có ở hầu khắp các tỉnh, nhiều nhất là các tỉnh thuộc vùng đồng bằng. Việc cò trắng xuất hiện trên cánh đồng là dấu hiệu tích cực cho môi trường sinh thái ở nơi đây. Người dân cần chủ động bảo vệ, tránh săn bắt dưới mọi hình thức nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên. Một sự việc nữa cũng liên quan đến dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 135 năm ngày quốc tế lao động. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện với chủ đề Non sông liền một dải với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi và đa dạng. Đặc biệt trong chuỗi hoạt động này có tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm và đó là những điểm nào mời quý vị theo dõi sau đây. Pháo hoa được bắn lúc 21 giờ ngày 30 tháng 4 kéo dài 15 phút, hai điểm bắn tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn thành phố Thủ Đức và tòa nhà The Landmark 81 quận Bình Thạnh, hai điểm tầm thấp ở công viên văn hóa Đầm Sen quận 11 và thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Như vậy, thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm một điểm bắn pháo hoa dịp 30 tháng 4 so với những năm trước. Thành phố bổ sung điểm pháo hoa tầm thấp tại Cần Giờ do huyện này mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đêm ngày 29 tháng 4, các hoạt động nghệ thuật ca nhạc sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Đêm 30 tháng 4, chương trình biểu diễn nghi thức kèn đồng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cũng được tổ chức cùng địa điểm. Thưa quý vị, hiện tại giá hành lá tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang tăng, nhưng nông dân vẫn không vui do năng suất bị giảm mạnh. Nguyên do vì sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Sau thời gian rớt giá, hiện hành lá được thương lái thu mua với giá 16.000 đồng đến 17.000 đồng 1 kg, tăng khoảng từ 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg so với tháng trước. Giá hành lá tăng là do nhu cầu sử dụng rau xanh trên thị trường có chiều hướng tăng mạnh nên nguồn cung không đủ cầu. Cùng với đó, do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài, kèm theo mưa bất thường khiến nhiều diện tích hành lá bị nhiễm sâu bệnh, năng suất giảm. Tiếp theo là một thông tin đáng phấn khởi từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đó là từ nay đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2021, ngành đường sắt sẽ thực hiện chính sách giảm giá vé cho thí sinh và người thân đi tàu khi đi thi, nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Cụ thể, mức giảm 10% áp dụng đối với các đôi tàu tuyến đường sắt Bắc Nam, các tàu thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến khác. Thủ tục mua vé đối với thí sinh đi thi cần giấy tờ tùy thân, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, thẻ học sinh và thẻ dự thi hoặc giấy báo dự thi. Đối với thí sinh nhập học cần giấy tờ tùy thân và giấy báo nhập học. Đối với mỗi giấy báo dự thi, thẻ dự thi, hành khách mua được một vé giảm giá cho thí sinh và một người thân đi cùng lượt đi và lượt về. Với mỗi giấy báo nhập học, hành khách mua được một vé giảm cho thí sinh và một người thân đi cùng lượt đi. Kính thưa quý vị, hiện tại người dân ở các tỉnh miền Tây đang bàn tán xôn xao về một người phụ nữ sống ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có khả năng kỳ lạ khi cơ thể toát ra hương thơm. Điều này đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến tìm hiểu thực hư câu chuyện.
Người phụ nữ này tên Phạm Thị Tươi, 41 tuổi, cho biết từ khoảng năm 2019, cơ thể chị bắt đầu tỏa ra mùi hương lạ. Khi đó, chị vô tình đưa tay lên gẩy trên mặt, sau đó ngửi thấy tay có mùi thơm, nên tiếp tục gẩy lên các bộ phận khác, thì thấy cơ thể cũng có mùi y như vậy. Chị chưa tin nên nhờ người thân trong gia đình thử thì ai cũng nói là có mùi thơm. Và cho đến nay, gần 2 năm, cơ thể của chị vẫn có mùi hương kỳ lạ như vậy, mà không ai biết nguyên nhân từ đâu. Thực hư sự việc thì chưa rõ, song đã thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ đến tìm hiểu. Trước vấn đề này, chính quyền địa phương đã phải cử lực lượng xuống quản lý, tránh gây mất an ninh trật tự trong khu vực. Cộng đồng mạng hiện đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đang làm thịt lươn sống thì tá hỏa, phát hiện trong bình con lươn có đến 2 con sáng đỏ vàng ngoằn. Chắc chắn xem xong đoạn clip này, quý vị sẽ phải cẩn trọng hơn khi mà sơ chế những thức ăn tươi sống. Có vẻ như dấu hiệu nhận biết của sáng khá rõ ràng, nên người này sau một hồi nhìn kỹ thì đã lấy ra được tận 2 con. Nhìn cảnh tượng lấy 2 con sáng đỏ tươi dài lằn ngoằn ra khỏi thịt lươn, các tín đồ của món ăn này cảm thấy có chút trùng mình. Dù sợ hãi là vậy, nhưng theo ý kiến của dân mạng thì sáng thực ra không hiếm gặp ở những loài cá, loài lươn như thế này. Do vậy, người ăn cũng không nên quá lo lắng, mà chỉ cần thực hiện ăn chín uống sôi là có thể loại trừ được nguy cơ nhiễm sáng. Mới đây tại khu vực Cầu Mây, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ việc khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Theo đó, hai thanh niên này đã giở trò quấy rối một cô gái đang điều khiển xe trên đường, sau đó phóng xe bỏ chạy, va quẹt với một xe khác mà không xin lỗi. Chi tiết cụ thể đã được camera sau đây ghi lại. Theo đoạn clip, hai thanh niên chạy xe máy trên đường bất ngờ áp sát và vỗ mông một cô gái đi cùng chiều. Sau hành vi này, hai thanh niên bỏ chạy thì lạng quạng và va quẹt vào đuôi ô tô phía trước. Đáng nói, hai thanh niên vẫn không dừng lại xin lỗi hay có hành động giải quyết mà rồ ga bỏ chạy. Tiếp tục chương trình là một tình huống thót tim như phim hành động vừa xảy ra tại khu vực một quán nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Một nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng ẩu đả, dùng hung khí đánh nhau tới tấp. Trong tình thế cấp bách, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã buộc phải nổ 4 phát súng để ngăn chặn vụ hỗn chiến. Không rõ xuất phát từ mâu thuẫn gì, từ bên trong quán, một nhóm người cầm theo hung khí chạy ùa ra ngoài. Cùng lúc này, một nhóm thanh niên khác cũng lao vào quán đánh nhau, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Nhiều nhân viên nữ hoảng sợ bỏ chạy. Một lát sau, chiến sĩ cảnh sát giao thông có mặt yêu cầu dừng lại, nhưng các thanh niên vẫn ngoan cố, buộc chiến sĩ phải bắn đến 4 phát súng chỉ thiên để trấn áp hiện trường. Được biết, đại úy Nguyễn Thanh Trà đang làm nhiệm vụ gần đó thì phát hiện sự việc, rồi chạy đến xử lý. Kính thưa quý vị, không phải tất cả mọi thứ chỉ được giải quyết bằng ẩu đả hay là tranh giành nhau ai đi trước, mà đâu đó trong cuộc sống luôn còn có sự sẻ chia từ những điều bình dị nhất. Như tình huống sau đây, được tài xế nhường đường cho băng qua, một nữ sinh đã có hành động đẹp được camera ghi lại. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng thể hiện ý thức cao của em học sinh, và những hành động như thế này liên tục được lan tỏa trong thời gian gần đây. Lẽ ra chiếc xe gắn camera hành trình có thể chạy luôn qua đoạn này, nhưng tài xế đã chọn cách cố tình chạy chậm lại trong vài giây để nhường đường cho em học sinh nữ này băng qua. Đáp lại hành động đẹp của tài xế, em nữ sinh cũng cúi đầu dội thay cho lời cảm ơn vì bác tài đã nhường đường cho mình. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hành động của em nữ sinh lẫn tài xế đều khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Kính thưa quý vị, thời gian qua, hàng ngàn người dân trong nước bỗng rơi vào trên. Kính thưa quý vị, thời gian qua, hàng ngàn người dân trên cả nước bỗng rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên khi tiền triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đồng bỗng biến mất chỉ sau một đêm, bởi vì trước đó họ đã tin vào lời mời chào đầu tư sinh lãi của sàn giao dịch CoinCash. Khi chủ sàn biến mất, lúc này mọi người mới biết mình bị lừa. Sự việc được rất nhiều người trình báo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh trên đường Trần Hưng Đạo, tất cả đều với gương mặt thất thần. Được biết trước đó đã có không ít những sàn giao dịch như thế này hoạt động khiến nhiều người vỡ nợ, sau một thời gian tạm lắng thì lại tiếp tục tái diễn. Rất mong người dân cần đề cao cảnh giác, không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ảo trên mạng, tránh trở thành nạn nhân của đối tượng xấu. Về phía cơ quan chức năng đang tập hợp hồ sơ vụ việc, ghi nhận có dấu hiệu lừa đảo sẽ khởi tố vụ việc này. Theo ghi nhận, những người có mặt nộp đơn thay mặt nhóm 1.800 nhà đầu tư trên cả nước đã nộp tiền vào CoolCat, nhưng ứng dụng này bất ngờ biến mất từ đêm 16 tháng 4. Hiện các tên miền coolcat.vn, coolcat.com.vn, coolcat.link, coolcatapp.com không thể truy cập.
chưa có thống kê đầy đủ, song ước tính số tiền người dân nộp cho Coolcat lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhà chức trách đã vào cuộc điều tra. Từ đầu năm, Coolcat tung các quảng cáo giới thiệu là công ty bảo hiểm giao dịch đầu tư, hoạt động đã hơn 5 năm, có tập đoàn mẹ ở Anh và được cấp phép bởi Ủy ban chứng khoán Bahamas. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở công ty nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Website của Coolcat viết rằng họ phát triển khắp thế giới với 6 triệu thành viên, được cơ quan quản lý tài chính các nước đánh giá cao. Coolcat tự nêu là công ty duy nhất bảo hiểm 100% vốn giao dịch ở Việt Nam, nên an toàn tuyệt đối, không sợ thua lỗ. Ngoài việc bấm bấm để hưởng lãi, nhà đầu tư còn kiếm tiền bằng cách giới thiệu thành viên mới cho Coolcat. Hoa hồng lên đến 1,8 triệu đồng mỗi lần. Đáng nói, một ngày trước khi không thể truy cập, hôm 15 tháng 4, Coolcat thông báo nâng tiền hoa hồng lên đến 46 triệu đồng. Các thành viên ồ ạt mời người quen tham gia để nhận tiền môi giới. Khi thu nhập ngày càng cao thì người dân sẽ có xu hướng sử dụng thực phẩm sạch ngày càng nhiều. Tuy nhiên, thực phẩm an toàn và cơ chế kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhất là chưa hình thành cơ chế vận hành liên kết chuỗi. Các hộ dân, cơ sở sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap còn ít. Và nắm bắt được điều này thì nông dân ở xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã đầu tư trồng khoai lang theo chuẩn Việt Gap, mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân như là tiết kiệm được chi phí sản xuất, đặc biệt còn tạo ra sản phẩm sạch phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Chuyên mục Nhà nông thông minh hôm nay mời quý vị cùng theo chân phóng viên của chương trình tìm hiểu về mô hình này. Mô hình trồng khoai lang theo chuẩn Việt Gap được 4 hộ nông dân ở Hợp tác xã Nông dân Khoai lang Mỹ Thái ở xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trồng thí điểm với diện tích 50 hectare. Sau thời gian trồng 5 tháng cho thu hoạch so sánh với ruộng khoai lang trồng đối chứng thì năng suất cao hơn 2 tấn trên hectare, lợi nhuận cao hơn 41 triệu đồng trên hectare so với phương pháp trồng truyền thống. Cái chi phí nó thấp hơn cái sản xuất theo cách truyền thống. Thì đợt này tôi làm thì thấy năng suất cũng tương đối là đạt rồi. Cái phần làm được sạch vậy thì chắc có thể là dễ bán hơn là hóa học. Với nhiều lợi thế so với cách trồng khoai lang truyền thống, phương pháp trồng khoai lang theo chuẩn Việt Gap sẽ được hợp tác xã mở rộng cả về diện tích và xã viên. Tuy nhiên, để phương án này đạt hiệu quả cao nhất, hợp tác xã cũng còn nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, cần chính quyền địa phương hỗ trợ. Năm tới chắc có là nông dân, cũng có nhiều nông dân thì cũng muốn tham gia làm cái hướng khoai Việt Gap để cho bảo vệ sức khỏe và giảm chi phí cho nông dân, tăng thêm lợi nhuận. Rồi giá thành sản phẩm Việt Gap thì nó cái giá nó bán thì nó cao hơn với thị trường hàng mà mình làm truyền thống khoảng cỡ 40 đến 50 ngàn đồng trên một tạ. Được biết khoai lang Mỹ Thái là một trong những nông sản tiêu biểu ở huyện Hòn Đất với đặc trưng thổ nhưỡng thích hợp cho việc trồng khoai lang. Hy vọng trong thời gian tới, khoai lang Mỹ Thái không chỉ có được đầu ra ổn định trong nước mà còn xuất khẩu sang nước ngoài, đặc biệt là thị trường khó tính như các nước châu Âu và Nhật Bản. Thưa quý khán giả, Việt Nam chúng ta sở hữu rất nhiều tài năng nhỏ tuổi ở trên nhiều lĩnh vực khác nhau và ngày hôm nay Nóng 24 giờ sẽ giới thiệu đến quý vị những tài năng đặc biệt ở lĩnh vực nghệ thuật. Ba bé gái, một bé trai đã kết hợp những tài năng thiên bẩm về giọng hát, chơi đàn, chơi trống của mình để trở thành một nhóm nhạc với phong cách rock mà ở đó thì mỗi bé là một tài năng thực thụ. Rock band chính là nhóm nhạc nhí mà chúng tôi vừa nhắc đến. Những tài năng nhí này có gì đặc biệt thì mời quý vị cùng xem qua phóng sự ngay sau đây nhé. Giọng hát nội lực, phong cách âm nhạc mạnh mẽ, lối trình diễn tự tin như người nghệ sĩ thực thụ. Một màu sắc âm nhạc mang đến tinh thần sảng khoái cho người xem. Zambe, 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 e, 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 o. Con tên là Hoàng Ngọc Khánh Văn, con 8 tuổi và con ở trong ban nhạc sóc ben. Con đánh trống và hát. Biệt danh của con là Sóc Nhí. Dạ, con tên là Nguyễn Nhã Liên, ở trong ban nhạc biệt danh của con là Sóc Mèo ạ. Tên con là Hiển Minh, con 8 tuổi, con chơi được nhạc rock.
nhạc Beatles, nhạc Meta. Con chơi được violon, đàn này, guitar. Vậy con có vai trò trong nhóm nhạc là chơi trống cho mọi người hát với lại đánh đàn. Ban nhạc của con được thành lập vào tháng 2 năm 2020. Đây là một buổi tập luyện của các bạn nhỏ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Buổi tập thường diễn ra vào cuối ngày sau khi các bé đã hoàn thành xong chương trình học và các hoạt động ở trường. Sau hơn một năm hoạt động, nhóm nhạc hiện có 4 tài năng nhỏ tuổi, từ 8 đến 13 tuổi tham gia. Là lúc mà con nghe nhạc rock là con cảm thấy sôi động, vui vui nên là con muốn thử chơi nhạc rock ạ. Ước mơ sau này của con trở thành một rocker thực sự. Con tập trống từ 5-6 tuổi, mẹ rất thích là con tập trống. Và một ngày mẹ lướt Facebook, mẹ thấy có một cái ban nhạc. Thì ban nhạc đó cũng đang tìm người. Thì mẹ con mới cho con vô. Con vô thì con sẽ đánh trống hoặc là hát. Ngoài nhạc rock là thế mạnh của tụi con ra, tụi con còn chơi pop, ballad với lại vài loại nhạc khác. Nhạc rock, một trong những thể loại âm nhạc đòi hỏi rất cao về chuyên môn, cả về giọng hát, người đánh đàn, người chơi trống. Vì vậy, để cảm nhận được nhạc rock không phải là điều đơn giản. Ngoài những buổi tập luyện chung với nhau, mỗi bạn đều tự giác tập luyện riêng để nâng cao kỹ năng trình diễn của mình. Đối với những bạn vừa có thể hát, vừa có thể chơi các loại nhạc cụ thì việc này không hề dễ dàng. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng các bạn nhỏ đều cho thấy một sự nghiêm túc mỗi khi âm nhạc cất lên. Là mấy bạn sẽ chỉ con lại là như thế là sai chỗ nào để con có thể sửa, mà nhưng mà các bạn không chê con, các bạn chỉ con là sai chỗ nào thôi. Mỗi lần mà con đưa bài cho thầy tập á, thầy tập bao nhiêu là ngày hôm sau là con có thể tập lại được. Một trong những buổi biểu diễn của Sóc Ban khi nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả, các bé không chỉ thể hiện được chất giọng nội lực của mình, mang đến cho khán giả không gian âm nhạc sôi động, mà tại đây các bé còn phô diễn được những tài năng riêng như đánh trống, đánh đàn. Và cái cách mà các bé phiêu theo âm nhạc cũng làm cho người xem mãn nhãn. Ở trên sân khấu là con sẽ cảm thấy rất là vui, với lại với sự ủng hộ của khán giả là con cũng cảm muốn rằng là con sẽ cố gắng học hát thật tốt để sau này con có thể vẫn tiếp tục được như thế này ạ. Giờ mỗi lần trên sân khấu là có những bạn cũng đánh sai, nhưng mà tụi con vẫn đánh tiếp. Nên là những khi mà đánh xong thì tụi con nhắc nhở nhau những chỗ sai và khắc phục để có thể đánh hay hơn. Đối với các bậc phụ huynh, đây không chỉ là nơi để bộc lộ đam mê và tài năng của các bạn nhỏ, mà xem đây là một công cụ giúp các bé có môi trường sinh hoạt lành mạnh sau những giờ học căng thẳng. Mỗi gia đình cũng đem cho bé nó tập một cái gì đó đi, nghệ thuật thì càng tốt, còn không thì cũng phải theo một cái bộ môn thể thao hay là gì đó. Chứ không thì bây giờ điện thoại với lại iPad thì nó cũng quay suốt chứ, nó cũng đâu có để thời gian hết để mà học hành đâu. Hiện tại, Sóc Ban hoạt động vào những ngày cuối tuần tại những địa điểm giao lưu âm nhạc, các phòng trà, quán cà phê. Mỗi nơi đi qua, Sóc Ban đều để lại một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Nhạc rock đã không chỉ mang đến một không khí sôi động, mà nhạc rock còn mang đến cả những thiên tài thực thụ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin nóng 24 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.